Nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết lớn lên ở Châu Đốc, An Giang. Ngày nhỏ, bà theo học tại trường làng Khánh Bình và là cây văn nghệ của trường. Giọng hát trong veo của cô bé Bạch Tuyết khi ấy được bạn bè, thầy cô và bà con trong vùng yêu thích. Ai cũng nghĩ cô bé này rồi sẽ trở thành cái tên nức tiếng trong giới nghệ thuật. Năm 8 tuổi, sự ra đi đột ngột của mẹ đã khiến cho Bạch Tuyết bị hụt hẫng suốt một thời gian dài. Mặc dù được cha nhất mực yêu thương, nhưng trong tâm hồn cô bé vẫn có một khoảng trống không thể lấp đầy. Nhưng rồi bước ngoặt, cuộc đời đã đến, Bạch Tuyết gặp cố nghệ sĩ Thành Nga. Cưng đi hát đi, chị tin rằng Cưng sẽ thành công trong nghệ thuật đó. Nhưng lời nói này đã trở thành động lực để Bạch Tuyết quyết tâm theo đuổi nghệ thuật. Sau cuộc gặp gỡ tình cờ đó, Bạch Tuyết được sân gia Điều Huyền biết đến, ông đã đến tận nhà để xin cho cô bé đi theo đoàn hát. Khi ấy Bạch Tuyết mới bước sang tuổi 16, từ khi một cô gái trẻ, ca vòng cổ theo bản năng, bà quan sát những người xung quanh, học từng dáng dấp điệu bộ để tự hoàn thiện mình. Với tài năng và sự nghiêm túc trong học tập, Bạch Tuyết đã được giao đóng đào chính ngay từ vai đầu tiên. Lần đầu lên sân khấu, Bạch Tuyết trực sàng, với khả năng diễn bi hết sức tài tình. Từ sau lần đó, bà liên tục gặt hái những thành công, trở thành cô đào ngoại hạng trong giới cải lương bấy giờ. Khi ấy, bao giới, người trong nghề và khán giả không ngớt lời khen ngợi Bạch Tuyết, họ coi bà là cải lương trí bảo. Sau khi đỉnh nghiệp, Bạch Tuyết quay trở lại học trường để hoàn thiện kiến thức với tấm bằng ngữ văn. Sau đó bà tiếp tục học thêm và tốt nghiệp khoa đạo diễn của Viện Hàn Lâm, sân khấu điện ảnh Sofia, Bulgari năm 1988. Từ năm 1990 đến năm 1995, Bạch Tuyết tiếp tục bảo vệ thành công luận án thạc sĩ rồi tiến sĩ tại Viện Hàn Lâm, Kịch nghệ Hoàng gia Anh Quốc, Viện Hàn Lâm, sân khấu phim ảnh Bulgari. Bà trở thành nghệ sĩ cải lương đầu tiên và duy nhất của Việt Nam có học tiến sĩ. Tính đến thời điểm này, năm 2012, bà được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Trái ngược với sự nghiệp thăng hoa, tình duyên của Bạch Tuyết trong nghề lận đận, bà từng trải qua hai cuộc hôn nhân nhưng đều đứt cành giữa đường. Ở tuổi xế chiều, bà lặng lẽ một mình bên cậu con trai và tận hưởng cuộc sống an nhàn. Bạch Tuyết có một mối tình nổi tiếng Sài Gòn với danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang. Thuở ấy, Tam Lang là danh thủ nức tiếng của làng Thúc Cầu. Bạch Tuyết là cái tên đình đám của làng cải lương, họ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên và hôn lễ của họ diễn ra trong sự chúc phúc, ủng hộ của mọi người. Đáng tiếc, cả hai không thể song hành đến cuối con đường. Đều là những người nổi tiếng, họ thường xuyên bị công việc cuốn đi theo, ít thời gian dành cho nhau, sự xa cách khiến cho tình yêu của họ dần trở nên lạnh nhạt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.